Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Hành Trình Hương Vị. Và để có được hương vị của món ăn ngon ngày hôm nay thì không thể thiếu sự có mặt của chị Ngọc Tâm. Xin chào chị. Xin chào Trang Tuyền và kính chào quý vị khán giả của chương trình Hành Trình Hương Vị. Ở trước mắt thì em thấy là có gạo nè, rồi có thịt ếch nè, thì thật sự là rụt rè. Em thấy khó quá, em không biết là món gì. Em đoán đại nha chị, đoán đại là món cháo ếch phải không ạ? Trang Tiền đoán chính xác luôn nha. Hôm nay mình sẽ cùng nhau thực hiện món cháo ếch nha. Cháo ếch đậm đà là món ăn không quá xa lạ với nhiều người. Cháo ếch có hai thành phần là ếch và cháo, nhưng lại không nối chung với nhau như cách chế biến thông thường, mà được chia thành hai phần rõ rệt. Một phần cháo trắng và một phần thịt ếch thấm đẫm gia vị, mặn mặn, cay cay, độc đáo ăn kèm. Cùng vào bếp để tham khảo cách chế biến món ăn thơm ngon này nhé. Dạ chị ơi, nhưng mà ngoài gạo với lại thịt ếch ra thì có một món mà nó đập vào mắt em và em rất là ấn tượng và em tò mò và em phải hỏi liền. Đó chính là thường thường ở trong các nguyên liệu của chúng ta thì thường là sẽ chọn những cái nguyên liệu rất là tươi, rất là ngon, rất là mới, mà sao em thấy ở đây có rất là nhiều ớt, mà ớt này rất là khô luôn chị. Thường thì món cháo ếch miền Tây sẽ kho cho kẹo và có vị hơi mặn mặn ngọt ngọt đúng không? Dạ. Đó, thì hôm nay từ cái món cháo ếch miền Tây đó Tâm sẽ biến tấu một chút xíu, cũng là cái hương vị đậm đà, thêm một xíu cay cay thơm thơm từ ớt khô kết hợp ớt hiểm tươi để tạo cho cái món cháo ếch của mình mang một cái hương vị mới lạ. Làm sao mà để mình có thể chọn được một cái thịt ếch mà nó ngon được không chị? Mình sẽ lựa chọn những cái phần ếch nhìn vô cái sớ thịt săn chắc, màu tươi sáng. Ếch sau khi mình mua về nè thì mình nhớ là lấy một ít gừng xay cùng với xíu nước hoặc là rượu trắng, mình lọc lấy nước cốt và sau đó chúng ta sẽ bóp đều với ếch. Mình ướp chừng 15-20 phút, sau đó rửa lại thì cái phần ếch của mình sẽ khử được mùi tanh tạo cái mùi thơm cho cái món ếch kho. Chúng ta sẽ đi nấu cháo trước nha. Dạ. Ở đây thì Tâm sẽ có khoảng 150g gạo tẻ chúng ta đã vo sạch và mình sẽ cho vào đây. Tiếp theo thì để tạo cho cái cháo của mình có độ sánh nè và thơm thì mình sẽ có khoảng 50g gạo nếp. Ở đây thì mình sẽ có lượng nước khoảng 1,5 lít tới 1,6 lít ha. Cái lượng nước này mình sẽ châm từ từ để cho cái gạo nở và nhừ, thì trong quá trình nấu mình sẽ quậy từ từ làm sao đừng có để cho cái phần gạo này đóng đáy. Trong lúc mình đợi cho cháo nhừ thì bây giờ chị em mình sẽ đi chuẩn bị kho ếch nha. Ở đây thì chị sẽ có khoảng 4-5 lát gừng mình sẽ thái mỏng. Tí nữa mình sẽ phi thơm lên cùng với một ít ớt khô nè. Đó, em ăn được cay không? Dạ được. Rồi, vậy thì mình sẽ cho vào trong này một ít ớt hiểm. Chị sẽ để nguyên trái nha. Nếu như mà mình ăn cay thì có thể là bằm nhỏ ra. Đó. Để cho cái phần ếch được thơm, khử mùi tanh thì mình sẽ cho vào đây một ít đầu hành. Và tiếp theo bây giờ mình sẽ đi kho ếch nha. Để cho vào đây một ít dầu ăn nè. Đó, và chúng ta sẽ cho vào đây một ít hành tím băm, tỏi băm. Đó, cùng với gừng, đầu hành và ớt hiểm mình xào cho thật là thơm. Không biết là bây giờ chị nấu á, là sau khi mà kho là bỏ vô nấu chung với cháo luôn khi nãy hả chị? Hay là mình ăn riêng rồi? Với cá nhân chị nha, là chị sẽ thích để cháo riêng và ếch riêng. Em cũng giống chị luôn. Khi mà mình để riêng như vậy á, ngoài việc mình ăn cháo chung với lại ếch kho thì mình cũng có thể ăn với những cái món khác đúng không chị? Đúng rồi. Giống như cơm hay là bánh mì cũng được chị ha. Và đặc biệt nữa nha, bây giờ có người thích ăn lạc nè, có người thích ăn đậm nè. Thế thì mình để cháo và ếch riêng như vậy sẽ giúp cho mình làm cái khẩu vị của mình đúng ý hơn. Đúng không? Sau khi mà mình đã phi thơm cái phần hành tỏi rồi đó, cũng như ếch, thì mình sẽ cho cái phần ếch vô. Bây giờ mình sẽ phải xào cho cái phần ếch này săn lại. Rồi bây giờ mình sẽ nêm vào đây một ít nước tương nè. Khúc này là quan trọng rồi chị. Đúng rồi. Đây là cái phần gia vị mình sẽ cho vô nha. Mình sẽ có khoảng 2 muỗng dầu hào nè. Và 2 muỗng tương ớt nha. Ở đây thì để tạo vị ngọt cho cái món kho thì mình cũng sẽ có 2 muỗng canh đường.
gia vị bám đều trên cái phần thịt ếch rồi đó, thì mình sẽ cho một ít nước vào. Thì hôm nay là mình sử dụng nước lọc hả chị ha? Đúng rồi, chị sẽ sử dụng nước lọc. Và mình sẽ kho liu riu lửa nha. Ở đây thì mình sẽ nấu cho cái phần nồi ếch kho này sôi lên. Sau đó chúng ta sẽ nấu lửa nhỏ thôi, để cho cái phần thịt ếch được thấm từ từ cái phần sốt kho. Dạ. Đó. Chị ơi, cái nước mà mình bỏ vô á là nó có cần phải đúng một cái liều lượng nào không chị? Ở đây thì chị sẽ cho cái lượng nước vừa sấp mặt của thịt ếch thôi. Và mình kho cho cái phần nước sốt nó kẹo lại là được. Dạ. Từng miếng thịt ếch chặt vừa ăn, tròn lẳng, được bao phủ trong nước sốt đậm đà, mặn mặn cay cay, ăn cùng với cháo trắng thơm bùi dẻo hạt thì quả thực không còn gì bằng. Màu nâu sánh đậm của nước sốt kèm với thịt ếch dai mềm, đậm vị, màu xanh của hành lá, màu trắng của cháo cùng hương thơm nồng khiến nhiều thực khách khó mà cưỡng lại. Chị ơi, sau 15-20 phút thì em thấy là cái phần ếch kho của mình á, nó đã kẹo lại rồi. Và chị đã có để lên một tí xíu gần nè với hành lá nữa. Cái màu nó tương phản với lại cái màu thịt ếch thì em thấy nó rất là hấp dẫn luôn á chị. Thấy là đói bụng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ Trang tiền cho chị mượn chén nha. Dạ. Chị sẽ lấy cho em một ít cháo nè. Rồi bây giờ chị sẽ mời em một phần ếch kho nha. Dạ. Mình sẽ lấy một ít thịt ếch cũng như là cái phần sốt nè. Mình sẽ cho lên đây và mời Trang tiền thưởng thức. Dạ. Vì em thích ăn gừng cho nên là cho em thêm một tí xíu gừng nữa nha. Gừng đúng không? Dạ đúng sẽ rồi. Sẽ dậy mùi thơm hơn. Dạ. Bây giờ em múc cho chị nha. Rồi, mời chị một ít hành lá. Gừng đúng không? Ít gừng. Dạ rồi. Xong. Mời Trang tiền nha. Xin mời quý vị khán giả. Dạ. Đây để em thử nha. Trời ơi, tuyệt vời quá chị ơi. Khi mà em ăn á, em cảm nhận là đầu tiên là em ăn cháo trước thì em cảm nhận là cháo có một cái độ bùi, độ béo và rất là thơm của cái vị gạo. Rồi cái phần mà ếch kho thì thịt ếch nó rất là săn. Đó, nó rất là ngon. Và cái phần nước sốt của chị, cái phần kho của chị em không biết là như thế nào mà nó rất là vừa ăn, nó rất là đậm đà luôn á chị. Vừa cay cay, vừa mặn mặn mà có cái độ nồng nồng cay cay của gừng nữa. Em nghĩ là vào những cái lúc mà cơ thể mình không có được khỏe cho lắm á, thì khi mà chúng ta có một cái chén cháo nè, một ít tiêu rồi một ít gừng thì nó sẽ làm nóng cái cơ thể mình lên. Nó rất là tốt đúng không chị? Sẽ giúp cho mình giải cảm nè. Dạ. Và sẽ dễ tiêu hóa trong những cái lúc mà cơ thể mình mệt mỏi. Mỗi tập phát sóng của chương trình Hành Trình Hương Vị sẽ là một món ăn rất ngon và chắc chắn là vô cùng bổ ích cho các chị em nội trợ đang ở nhà phải không ạ? Và Trang Tuyền xin chân thành cảm ơn chị Tâm vì đã đồng hành và gắn bó cùng với chương trình Hành Trình Hương Vị để có những cái món ăn tuyệt vời như thế này. Và đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Hành Trình Hương Vị cũng đã hết rồi. Quý khán giả đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc 19:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì Trang Tuyền và chị Ngọc Tâm mến chào và hẹn gặp lại. Bánh cuốn trứng có vị thơm của bột gạo và vị béo của trứng cùng với các loại nhân. Món ăn này có hương vị hấp dẫn nhưng cách chế biến không quá cầu kỳ. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá cách chế biến món bánh cuốn trứng cùng với diễn viên Ngọc Sương và đầu bếp Ngọc Tâm trong chương trình Hành Trình Hương Vị được phát sóng vào lúc 19:40 Chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.